Long An đang định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ với việc không sử dụng quá chất trong quá trình sản xuất, vừa đảm bảo được sự an toàn của các sản phẩm với sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên, vừa mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, diện tích đất trồng trọ hữu cơ đạt 2% tổng diện tích đất trồng trọ đối với các cây trồng chủ lực của tỉnh như cây lúa, cây rau, cây thanh long, cây chanh. Đế lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt 2% tổng sản phẩm chăn nuôi, đối với các vật nuôi chủ lực của tỉnh như heo, bò, gà và diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt 1% tổng diện tích nuôi trồng đối với các loài thủy sản chủ lực của tỉnh như tôm thẻ chân trắng, cá tra. Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2030 sẽ thực hiện từ 5 đến 10 mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ lực của tỉnh. Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh là cơ sở để phục vụ và phát triển nông nghiệp theo hướng cơ cấu lại và chuyển dịch chuyển đổi nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.